Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đây bây giờ sẽ mở hộp quà nha anh em ơi. Mở full hộp quà luôn. Kẹo đứng ở giữa này. Full hộp quà cho anh em ơi. Đây. Kẹo đang đứng tràn ngập giữa những hộp quà này. Ta ta. Thì đây nó là cái hộp trứng phục sinh nha các bạn ơi. Thì với cái hộp này anh em sẽ phải kiếm ở trong tức là anh em chơi trong trận đấu, anh em luyện bạch trứng, anh em đổi được những cái hộp này. Nó khá là hay. Và anh em chỉ cần là lượm trứng đỏ, anh em kêu mạng là có trứng đỏ này, với lại lượm trứng xanh ở trong ván đấu. Đấy, đổi được mấy cái hộp này anh em tha hồ nhận quà luôn. Kẹo hôm nay là giết kích nhất phòng, đạt 6 quả trứng cạnh nhau. Đây. Và chúng ta sẽ chuẩn bị nhảy dù tại thung lũng nha các bạn ơi. Bỏ thật người thật anh em ạ, không chơi team up nữa. Team up mãi làm gì, lại thất bại anh em ơi. Thế nên là bây giờ chơi bình thường đi. Chúng ta sẽ không chơi team up nữa nha anh em. Đây đây ok. Và chuẩn bị là nhảy dù tại thung lũng nào anh em. Let's go. Hello anh em và chúc anh em xem live vui vẻ nha. Đây đây. Nhảy dù xuống đây nào các bạn ơi. Hai người chơi nữa à? Có hai đứa ở khu này các bạn ạ. Wow. Đây đây. Và kẹo đã có được ngay một khẩu súng, đó là Spam 12 nhá. Chỗ này thì sẽ là thủ thương này. Ok ok. Thêm được súng điện nha anh em. Wow. Team up không bạn ơi? Chắc là không đâu nhỉ? Chắc là không thích chơi team up đâu nhỉ? Đùa thôi. Team up với các ông lại đấm tôi đai. Lại buồn anh em ạ, nên là hạ gục nó luôn. Trận lúc nãy team up rồi, rút kinh nghiệm rồi. Trận này không chơi team up nữa được chưa anh em? Và kẹo đã bớt tin người hơn. Đây, qua phía này. Tưởng là có cái đầu thỏ thì ngon à. Đây là kẹo có hẳn cái bộ trang phục, đó là bộ trang phục thỏ bông nha anh em. Nó super dễ thương. Đấy. Thật ra để gọi là siêu dễ thương đúng hơn, mà tôi lại thích kiểu là nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt. Nên là gọi nó là super dễ thương. Được chưa anh em? Wow, và như vậy thì kẹo mới chỉ có được một mạng đầu tiên mà thôi anh em ơi. Có phải anh coi. Xem là chúng ta sẽ có gì đây. Uầy. Ska này ngon. Vứt đạn shotgun đi nha. Chúng ta, mình nghĩ là chúng ta sẽ không cần lượm thêm máu đâu, bởi vì là mình có tận 6 túi máu rồi. Mỗi tổ cả ba lô hiện tại mình hơi suy đa xíu, đó là ba lô level 1, nên là đựng được vô cùng là ít đồ. Phải đi kiếm ba lô xịn anh em ơi. Bên này coi. Bên này có ba lô xịn không nhỉ? Có UMP. Thôi mình đổi qua P90 cho anh em ạ, cho nó nhiều đạn ấy. Đấy, đấy. Và trang bị được luôn bằng súng cho P90 nhá. Lượm thêm trứng xanh này anh em. Qua phía này coi. Đây đây. Kẹo sẽ qua phía này. Hay là chúng ta lấy xe đi săn người luôn nhỉ? Thôi kệ thôi kệ. Kẹo rút thêm đồ cái đã. Chưa vội đi săn người nha anh em. Qua đây. Các bạn là mình mới kiếm được súng tiểu liên MP40 cái đã. Xong là mới đi săn mạng. Mà chạy nãy giờ chưa thấy này. Anh em có thể thấy được rằng là trứng xanh kiếm tại khu vực thung lũng nó vô cùng là easy nhá. Bây giờ lên trên cái cho cái này coi. Wow, không có tiểu liên MP40. Cũng như là không có ba lô ngon anh em ạ. Lại có thêm được trứng xanh nữa, ngon nhỉ anh em. Đây, kẹo cao qua phía này nha anh em. Thi thoảng nó nhanh quá nên là mình hơi nó lắp một xíu anh em thông cảm nhá. Sau đây mọi người. Đây đây. Xem là chúng ta sẽ có gì nào. Chẳng có gì cả anh em ạ. Vắng tanh vắng tanh. Có lẽ là đây đây. Đây bạn ơi, bạn chạy đâu vậy hả bạn ơi?
Bạn chạy đâu về hả bạn ơi? Solo nào bạn ơi? Ui. Solo nào bạn ơi? Ui. Solo nào bạn và xanh mộ cho bạn. Ngon. Thế là hiện tại thì kẹo đã có được một cái ba lô level 3 nha các bạn ơi. Đã chưa? Ok. Và quả trứng đỏ đầu tiên trong cái ván đấu này. Bằng súng 2 mình thừa nên là mình sẽ vứt đi luôn. Ui. Thật không thể tin nổi là mình đã có tận 13 túi máu cơ. Anh em thấy mình mang nhiều túi máu không ạ? Đơn giản là không có đạn tiểu liên đây là mang tạm túi máu vậy nhá. Với lại thì còn chưa có cái ba lô 3 nữa. Bây giờ thì có ba lô 3 rồi. Cùng mình săn mạng nào anh em. Mình sẽ chơi lên phía trên coi. Ui. 26 ở trên nữa cả. Để coi, để coi. Đây rồi anh em, xuống xe nào. Và chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào. Phía trên này sao nhỉ? Ui. Chưa thấy ai, chưa thấy ai. Mình sẽ nhảy xuống dưới luôn. Chắc là mình nên chạy xe tận lên cổng trời luôn anh em ạ. Cho nó đông người ấy. Chứ còn dưới này cũng ít người mà. Đây đây. Lên trên này. Và để coi mình muốn xem cái nướng giáp còn không. Còn luôn anh em ơi. Nướng giáp lên giáp 4 luôn nha. Đây đây các bạn ơi. Ơ, nhấn lộn một nút lái xe. Ui. Lái xe ra chỗ khác cái đã anh em ạ. Đấy. Để mình ăn nướng giáp này. Ngon. Lên xe truyền thông mọi người ơi. Wow, phía này có ai không vậy? Ơ, lại có nướng giáp nữa này anh em. Bây giờ ăn lên giáp 4,5 rồi nhá. Giáp trắng luôn anh em ạ. Ok ok ngon. Chắc là mình sẽ vào tạm trong nhà và loot đồ cái đã. Mình muốn loot được khẩu súng tiểu liên MP40 cơ. Chứ còn khẩu P90 này chơi thật sự là cũng không ngon lắm. Đấy. MP40 chơi mới ngon các bạn ạ. Wow. Phía này thì sao nhỉ? Có thêm thực thân này. Chỗ này chỉ có là shotgun thôi. Nên là mình kệ vậy. Đây ok. Lấy xe nào anh em. Bây giờ thì mình sẽ chạy đi lượm thính nha các bạn. Hello anh em và chúc anh em xem live vui vẻ nha đây. Chạy qua chỗ thính luôn, sao phải ngại. Ui, không biết là thính hay là xe. Mà thật chắc là anh em ạ, tôi nghĩ là xe thôi không phải thính đâu. Kiểu thấp thoáng như thế kia thì nó là xe rồi anh em ạ. Ui, cái đậu xanh. Mắc kẹt luôn con xe xịn của tôi rồi anh em. À đâu. Vẫn gỡ được bình thường nhé. Tưởng là mắc kẹt xe xịn cơ. Ok ok đây. Lại có xe chạy rồi anh em ơi. Wow. À, cảm ơn 1121 bạn đang xem live nhá. Thank you anh em. Bạn nào mà chưa follow thì nhớ là follow để hỗ trợ kẹo nha. Và các bạn đừng quên là comment, kẹo sẽ trả lời những câu hỏi của anh em trên livestream nhé. Ui. Hình như là mình thấy là có một đứa ngay bên này. Thôi kệ, có lẽ là nó đã chạy lên khu dân cư. Lên khu dân cư thử coi. Wow. Wow. Cái hộp quà màu hồng tôi tưởng là có người. Mình lại nhìn lú lẫn quá cơ. Ok ok đây. Chỗ này có ai không nhỉ anh em? À. Qua đây bạn ơi, qua đây bạn ơi. Mình xấy bạn SML luôn. Ui. Thập thò sau bức tường hả? Bạn ơi, bạn ơi. Chạy xe qua luôn nhỉ anh em? Sao phải ngại cho nó? Có giỏi qua đây. Có giỏi qua đây em ơi. Không dám qua. Đang đứng canh mình luôn này. Ui, câu liệu cả ghê vậy. Hẳn là câu liệu cả. Qua đây qua đây. Có giỏi qua đây em ơi. Mình cũng câu được liệu nhá. Không biết là tới không anh em ơi. Không tới không tới. Câu liệu suýt. Suýt tới anh em ạ, suýt tới, suýt tới. Bắn gì vậy? Muốn vỡ đầu không em ơi? Muốn vỡ đầu không em?
Coi chừng anh cho chúng vỡ đầu nhá. Muốn vỡ đầu không em ơi? Muốn vỡ đầu không? Ui. Muốn vỡ đầu không em ơi? Muốn vỡ đầu không? Muốn vỡ đầu không? Muốn vỡ đầu không em ơi? Coi chừng vỡ đầu bây giờ. Ui. Cẩn thận cái đầu nhá. Mình còn máu cái đã. Ui làm gì mà căng. Có giỏi xuống đây em ơi. Từ từ nó cũng phải xuống anh em ạ. Một phút nữa cơ mà. Cho chú một phút bao nhiêu đây? Một phút 10 giây suy nghĩ này. Đậu xanh. Làm gì đây? Chơi đứng lên ngồi xuống à? Nào làm gì nhau? Làm gì nhau? Làm gì nhau? Ui. Làm gì nhau? Ui. Làm gì nhau? Làm gì nhau? Làm gì nhau? Ui. Làm gì nhau em ơi? Slow slow em ơi, slow em ơi. Slow slow em ơi. Ui. Xuống đây em ơi. Nào xuống đi em ơi. Ui. Bắn ghê đấy. Được được. Nhưng mà mình nhiều túi máu mình không sợ nó đâu. Xuống đây đi em. Bây giờ nó còn 27 giây nữa suy nghĩ này. Bo thu xem nó chạy đâu anh em ơi. Ở kia mình có xe rồi mình không ngại. Cứu nó là mình chạy vào bo luôn. Làm gì mà căng. Thế có xuống không? Anh hỏi lần cuối. Này. Bo sắp thu lại rồi nha em ơi. Có xuống không để biết đường nào. Thanh niên vẫn chưa chịu xuống cả để coi. Ui. Chạy xuống rồi hả em? Qua đây mà kêu anh này. Thế là bạn ơi qua đây mà kêu mình này. Bo đang thu lại rồi nha anh em ơi. Có giỏi chạy qua đây nhé em. Ui. Hello bạn ơi. Hello bạn ơi. Ui. Bên dưới rồi cả. Wow làm gì mà căng. Làm gì mà căng anh em. Còn máu cái đã. Nó chạy vào nhà lớn rồi anh em ạ. Canh mình à. Canh cái gì vậy. Mình lái xe mình chạy này. Canh gì vậy. Ui. Cái đậu xanh. Ui cái đậu xanh. Ghê vậy. Còn máu cái đã làm gì căng. Ui bạn ơi làm gì mà căng. Mình còn máu cái đã. Làm gì mà căng bạn ơi. Mình còn máu cái đã. Ui. Gắt thế. Gắt như này ai chơi anh em. Còn máu nào. Nó ra sau ô tô anh em ạ. Thấp thó cái đầu này. 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 Ui. Gắt. Xế căng vãi chửi anh em ạ. Chắc là mình nhảy bo với nó luôn. Chỗ đấy nó trong bo anh em ạ, không phải nhảy bo mà là chỗ đấy nó trong bo cơ. Thế mới cay anh em ạ. Mình cứ còn máu cái đã. Nó trong bo mà. Đậu xanh, bo thu lại chán thế nhỉ, nó ngay trong bo. Đây để coi. Ui. Để coi. Còn máu nào anh em ơi. Ui cái đậu xanh, ui cái đậu xanh, ui cái đậu xanh. Cuối cùng kẹo cũng đã bị xanh mộ. Buồn quá anh em ạ. Bị ngay thằng nó mặc cái bộ quần áo hình thỏ nó kêu mình. Buồn quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.